Skill 1. Ở cái phần skill 1 này chúng ta có một số từ vựng như sau. Suburbs. Danh từ vùng ngoại ô. Dislike. Động từ không thích. Outdoor. Tính từ ngoài trời. Sandy beach. Danh từ bãi biển đầy cát. Shop. Danh từ cửa hàng. Restaurant. Danh từ nhà hàng. Market. Danh từ chợ. Office. Danh từ văn phòng. However. Tuy nhiên, trạng từ. Book 1. Reading. Activity 1. Read Carl's blog. Look at the words in the box. Then find them in the text and underline them. What do they mean? Đọc blog của Khang, hãy nhìn vào những từ ở bên khung trong văn bản và gạch dưới chúng. Chúng có nghĩa gì? Ở đây người ta cho ba từ, đó là từ spurs, dislike, outdoor. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài đọc. Chúng ta đọc, chúng ta dịch và chúng ta tìm xem nghĩa của những từ này là gì. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài đọc. Can's blog. Friday, December 23rd. My neighborhood. I live in the suburbs of Da Nang City. There are many things I like about neighborhood. It's great for outdoor activities because it has beautiful parks, sandy beach, and fine weather. There's almost everything I need here: shops, restaurants, and markets. The people here are friendlier and the food is better than in other places. However, there are two things I dislike about it. There are many modern buildings and offices, and the streets are busy and crowded. Bought it by Khan at 40:55. Nhật ký trên mạng của Phong, của Khang, thứ 6 ngày 23 tháng 12, khu phố của mình. Mình sống ở ngoại ô của thành phố Đà Nẵng. Ở đây có nhiều thứ mà mình thích về khu phố của mình. Thật là tốt cho những hoạt động ở ngoài trời, vì nó có những cái công viên đẹp, những bãi biển và thời tiết ở đây rất là đẹp. Ở đây có hầu hết mọi thứ mà mình cần, như là những cửa hàng, nhà hàng, chợ, những các chợ. Con người ở đây thì thân thiện hơn và thức ăn ở đây thì tốt hơn, ngon hơn so với những nơi khác. Tuy nhiên, có hai điều mà mình không thích về nó, đó là có quá nhiều các tòa nhà và văn phòng hiện đại. Và cái đường phố thì luôn luôn nhộn nhịp và đông đúc. Được đăng tải bởi Khang vào lúc 4:55. Thì sau khi chúng ta đọc xong, dịch xong cái bài này, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm được nghĩa của ba từ bên trên chưa? Chúng ta cùng nhau kiểm tra lại nhé. Suburbs có nghĩa là thuộc về vùng ngoại ô. Dislike có nghĩa là danh từ, có nghĩa là sự không thích. Outdoor là ở ngoài trời. Two. Read Khan's blog again and fill the table with the information. Đọc lại cái blog của Khang và điền thông tin vào trong bảng. Ở cái bài tập này thì người ta cho những điều Khang thích và những điều Khang không thích về khu phố của anh ấy. Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê vào bảng. Chúng ta sẽ xem lại bài đọc và xem thử anh ấy thích những cái gì. Chúng ta sẽ đưa vào cái phần like. Còn những cái phần mà anh ấy không thích về khu phố của anh ấy sẽ đưa vào phần dislike. Thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại. Bây giờ chúng ta sẽ dò lại đáp án nhé. Thì ở cái phần anh ấy thích đó là gì? Beautiful beach, sandy beach, fine weather, shop, restaurants, markets, friendly people, good food. Và những cái điều anh ấy thường không thích đó là gì? Modern buildings and office, busy and crowded streets. Thích đó là công viên đẹp nè, những bãi biển đẹp, đầy cát đẹp, thời tiết đẹp, các cửa hàng, nhà hàng, chợ. Về con người thì thân thiện, thức ăn thì rất là ngon,
Vì nhưng hai điều mà anh ấy không thích đó là những cái tòa nhà và những văn phòng hiện đại. Cái điều thứ hai nữa đó là sự ồn ào và đông đúc của các đường phố. Activity 3. Reese can't block against Jane's answer questions. Đọc lại blog của Khang và sau đó trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, where is Khang's neighborhood? Khu phố của Khang ở đâu? Thì ngay ở cái đoạn đầu của bài đọc thì người ta đã nói là I live in the suburb of Da Nang City. Có nghĩa là Khang, khu phố của Khang ở ngoại ô của thành phố Đà Nẵng. Is it in the suburbs of Da Nang City? Câu số 2. Why is his neighborhood great for outdoor activities? Tại sao khu phố của anh ấy thích hợp cho những hoạt động ngoài trời? Tại sao? Trong bài có đề cập bởi vì ở đây nó có những cái công viên đẹp, bãi biển nhiều cát và thời tiết rất đẹp. Because it has beautiful bask, sandy beach and fine weather. Câu số 3. What are the people in his neighborhood like? Mọi người, con người ở khu phố của anh ấy thì như thế nào? Thì trong bài tập đọc vừa rồi nó có cái đề cập là the people here are friendlier. Nó là mọi người ở đây thân thiện thì câu trả lời của mình sẽ là gì? The people are friendly. Câu số 4. How are the streets in his neighborhood? Những con đường ở khu phố của anh ấy thì như thế nào? Những con đường ở khu phố của anh ấy thì nhộn nhịp và đông đúc. Chúng ta sẽ trả lời là they are busy and crowded. Activity 4. Make notes about your neighborhood. Think about what you like or dislike about it. Bài số 4 là ghi chú về khu phố của em. Hãy nghĩ về những điều em thích và không thích về nó. Thì tương tự như cái đoạn bài số 2 ở trên á, thì bây giờ chúng ta hãy viết về bản thân mình. Khu phố của mình có những gì mà mình thích và những gì mình không thích thì mình liệt kê ra. Ở đây cô viết về khu phố của cô với những cái gì cô thích và không thích, các em tham khảo nhé. Ở đây cô viết về cái thích đầu tiên này, đó là helpful and friendly people. Ông con người ở đây thì giúp đỡ và rất là thân thiện. Fresh and cheap, thức ăn ở đây thì tươi và rẻ. There are many spots, beautiful spots. Ở đây có nhiều cảnh đẹp. Ở đây không thích, cái điều mà cô không thích ở khu phố của cô đó chính là gì? Polluted environment. Đây là môi trường bị ô nhiễm. Cái điều thứ hai cô không thích đó là busy and crowded streets. Là con phố thì những cái đường phố thì ở đây nhộn nhịp và đông đúc. Còn khu phố của các em thì sao? Các em hãy liệt kê những gì mà em thích và không thích về khu phố của mình để cho cả lớp cùng tham khảo nhé. Identify, work in pairs, ask and answer about what you like and dislike about your neighborhood. Làm việc theo cặp, hãy hỏi và trả lời những câu hỏi về những gì bạn thích và không thích về khu phố của mình. Thì cái phần này chúng ta đã đề cập ở bài số 4, thì bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi và trả lời. Ở đây có một câu ví dụ, chúng ta đọc ví dụ và chúng ta tham khảo, chúng ta tự viết riêng cho mình về những gì mình thích và không thích dựa vào ví dụ nhé. Where do you live? I live in the suburbs of Da Nang City. What do you like about it? The weather is fine. The people are friendly and the food is good. What do you dislike about it? The streets are busy and crowded. Bạn sống ở đâu? Mình sống ở ngoại ô của thành phố Đà Nẵng. Bạn thích gì về nó? Thời tiết thì rất là đẹp, con người thân thiện và thức ăn thì ngon. Bạn không thích gì về nó? Các đường phố nhộn nhịp và đông đúc. Unit 4. My Neighborhood. Page 45. Skills 2. Listening. Activity 1. Listen to the conversation between Kang and V and tick T true or F false.
Where do you live, V? I live in the suburbs of Ho Chi Minh City. What do you like about it? There are many things I like about it. There's a big market near my house. There are also many shops, restaurants, and art galleries here. The streets are wide. The people here are helpful and friendly. What do you dislike about it? The schools are too far away. There are also some factories near here, so the air isn't very clean, and the streets are noisy and crowded. Unit 4. My Neighborhood. Page 45. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to the conversation again and fill the blanks. Where do you live, V? I live in the suburbs of Ho Chi Minh City. What do you like about it? There are many things I like about it. There's a big market near my house. There are also many shops, restaurants, and art galleries here. The streets are wide. The people here are helpful and friendly. What do you dislike about it? The schools are too far away. There are also some factories near here, so the air isn't very clean, and the streets are noisy and crowded. This tree. This what the line or dislike about a neighborhood. Hãy tích những đánh dấu những gì mà em thích và không thích về một khu phố. Ở đây người ta cho 8 câu và em hãy tích vào những cái ô nào em cảm thấy thích hoặc là em không thích. Đó là tùy theo cảm xúc của cá nhân em. Có ví dụ thứ nhất, ở một khu phố thì nó có sandy beach, là những bãi biển nhiều cát. Thì em thích hay không thích? Nếu em thích thì em sẽ tích vào cái cột like. Câu số 2, traffic, heavy traffic, là giao thông bị kẹt hay gọi là bị tắc nghẽn á. Thì em thích hay không thích? Nếu em không thích thì em sẽ tích vào cái cột là dislike. Câu số 3, many modern buildings and office, có nhiều tòa nhà và văn phòng hiện đại. Em thích hay không thích? Nếu như em thích thì em sẽ tích vào cái ô này like. Câu số 4, people street, đường phố yên bình. Ở đây nếu em thích thì em sẽ tích vào cái cột like. Câu số 5, good restaurants and cafes, có cái nhà hàng và những quán cà phê ngon. Nếu em thích thì em tương tự sẽ tích vào cái ô like. Câu số 6, sunny weather, là thời tiết có nắng. Cái này nếu em thích thì em sẽ tích vào tương tự ở cái ô like. Câu số 7, helpful and friendly people, con người thì hay giúp đỡ và rất là thân thiện. Thì em thích, em tương tự sẽ tích vào cái cột là like. Câu số 8, many shops and markets, có nhiều cái cửa hàng và chợ. Nếu em thích thì tương tự em sẽ tích vào cái cột like. Cái này là tùy theo những gì mà em cảm nhận. Có thể là cô tích như vậy, nhưng mà em không thích thì có thể em tích vào cái cột dislike nhé. Beautiful. Write paragraphs about 50 words about your neighborhood, saying what you like and dislike about it. You can block as a model. Viết về khu phố của em, nói về những điều em thích và không thích. Hãy sử dụng blog của Khang như một bài mẫu. Thì bây giờ chúng ta đọc cái bài blog của Khang viết về khu phố của anh ấy. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái bài đó, chúng ta sẽ viết về khu phố của mình. Thì ở đây cô có một cái bài mẫu cô viết về khu phố của cô. Các em đọc, lắng nghe và hãy tự mình viết về khu phố của chính mình. Các em tham khảo nhé. I live in the suburbs of Da Nang City. There are some things I like about my neighborhood. I like my neighborhood because it is so much space. We can play football, play cricket, hide and seek, run around the fields. There are many shops, local markets, and mini supermarkets. It has a big stadium too.
The fresh air and the food is cheap. The people here are friendly and helpful. However, there is one thing I dislike about it. There are many transportations, so the streets are noisy and crowded. Mình sống ở ngoại ô của thành phố Đà Nẵng. Có một số điều mà mình thích về khu phố của mình. Mình thích khu phố của mình bởi vì nó có nhiều không gian. Chúng mình có thể chơi bóng đá, chơi thả diều, chơi trốn tìm, chạy xung quanh trên cánh đồng. Ở đây cũng có nhiều cửa hàng, những khu chợ địa phương và những siêu thị nhỏ. Nó cũng có một cái sân vận động lớn nữa. Không khí thì trong lành, thức ăn thì rất là rẻ. Mọi người ở đây rất thân thiện và hay giúp đỡ. Tuy nhiên, có một thứ mà mình không thích về nó, đó là ở đây có rất là nhiều phương tiện giao thông. Vì thế đường phố thì ồn ào và đông đúc suốt ngày. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube Lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.